Hôm nay tôi xin được chia sẻ tiếp cách viết thư pháp thể chữ Latin quốc ngữ theo bảng chữ cái. Đó là chữ M N O O E. M thì bây giờ cơ bản bạn để ý dùm cái phần này, tức là đến đây chúng ta mới thu bút lên chứ không phải là chúng ta kéo được đường như thế này. Sớm thành ra là nó mất đi cái cân bằng. Rồi nữa điểm chung từ này nó có những cái cao độ. Sẽ so le với nhau. Chứ nếu chúng ta cho nó đều nhau hết thì nó là không đẹp. Nó có những cái khoảng cách này. 4 khoảng cách. Còn mời ta dùng tàn phong thôi. Nó có những cao độ khác nhau. Chúng ta không dùng cùng một cao độ. Cao độ khác nhau. Tùy cách ta vận dụng bút. Thank you.
trái tim. Tuân thủ nguyên tắc là coi như là nó có những cái cao độ khác nhau. Cái thẩm mỹ của cái chữ N Latin là cái đường giữa nè, nó sẽ dày hơn hai cái đường hai bên, và chúng ta kế thừa từ cái bản chữ cái Latin đó. Sớm quá, có nhiều bạn là viết cái chỉnh là này thành cái đuôi chuột quá. Cái này được gọi là bệnh bút, tức là bệnh bút đuôi chuột này. Đầu voi đuôi chuột này, để hạn chế cái phần này, nó không dùng bút pháp, tức là cái này là người không hiểu về bút pháp mới đi kiểu này. Còn đi đúng pháp là coi như chúng ta phải giữ cái thật, giữ cái đường nét cho đến cái cuối cái bút, rồi chúng ta mới thu bút lên. Thank you.
giọt nước rơi xuống. Đi cho nó thành một cái hài hòa với chữ O chúng ta tròn, thì chúng ta chữ O thì nên là dùng chữ O tròn luôn để cho nó đi chung một cái bầu. Chúng ta phải đi chữ O này. Chữ O nó đi từ to sang nhỏ, từ to sang nhỏ, từ to sang nhỏ, thì cái dấu nó sẽ phải ngược trở lại, đi từ nhỏ sang to để chi nó khuyết, nó bổ khuyết vào để tạo một cái hiệu ứng là gọi là cân bằng thị giác, tức là mình nhìn sẽ nó quân bình lại cái mắt nhìn của mình. Đây từ nhỏ sang to thì nó sẽ lóc vào cái chữ O này, nó tạo thành một cái cân bằng hài hòa mà không có bị nặng về bệnh nào. Trung phong luôn. Mà sợ cái này nó phải dính như này. Có nhiều cách khỏi.
nét này chính là kế thừa từ cái nét sổ của bên thư pháp chữ Hán này. Nét hết, nét sổ hết. Để chúng ta có một cái vòng lên này để ta liên quốc đi liên tục. Và chúng ta có thể cho nó hở ra. Đồng chiếc V. Nhưng mà ở đây nó có một số cái phương. Ví dụ như là cái này thì chúng ta sẽ lấy phương. Cái này, con tròn này. Chúng ta sẽ đi ngang. Đi ngang để nó đi xuống. Đây cũng vậy. Nhưng mà cái này thì chúng ta sẽ đi theo cái nét hoành. Cái nét hoành của thư pháp chữ Hán á. Đó, là nó đi chết lên. Nó đi chết lên như thế này. Nó sẽ đi chết lên. Này cũng vậy, nhưng mà nó là nét hoành mảnh. Nó là cái nét hoành mảnh này. Đó, nó đi này. Tùy cái cách mà mình đi bút như thế nào. Còn chữ P phía sau thì nó đơn giản thôi. Đơn giản hơn nhiều. Chúng ta cứ sổ xuống rồi hết nó lên. Dòng vào đây, đá thế này. Chúng ta có thể hất ở đây một cái này cũng được. Để tạo một cái sự nhấn nhá chỗ này. À, hôm nay là xin chia sẻ các bạn đến đây. Hẹn lại quý vị và các bạn vào những cái video clip kế tiếp. Hy vọng là sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một cái nhìn nó phong phú đa dạng hơn. Và chúc quý vị và các bạn luyện bút được như ý muốn. Xin cảm ơn.